Thưa cha, đầu tiên con xin được gửi đến cha một câu hỏi của một bạn trẻ mới 19 tuổi thôi. Một bạn trẻ tên là Jim Đỗ ở tại Oakland, California, Hoa Kỳ. Bạn nhờ cha giải thích tại sao lại xưng mình là Công giáo chứ không phải là Thiên Chúa giáo. Có gì khác biệt giữa hai danh xưng này ạ? Câu hỏi này làm tôi nhớ lại cách đây một tuần tôi mới đi làm lại cái chứng minh nhân dân đó, có cái thẻ mà có con chip gì đó. Dạ. Trước đây đó thì trong cái chứng minh thư thì cứ ghi là Thiên Chúa giáo. Dạ. Và tôi nhớ có lần tôi đã muốn phải thay đổi, ghi là Công giáo thì người ta không chấp nhận, ghi là Thiên Chúa giáo. Thế nhưng mà cái cách đây một tuần tôi làm đó thì người ta đã ghi là Công giáo. Thì đấy cũng là một cái bước đổi mới, tiến bộ. Thực ra khi nhận mình là Công giáo thì chúng ta thấy rất là rõ. Khi nói đến Thiên Chúa giáo thì nó khá chung chung. Nó chung đến độ không phân biệt được anh là ai cả. Bởi vì khi nói Thiên Chúa giáo tức là chúng ta tôn thờ Thiên Chúa thì Hồi giáo họ cũng tôn thờ Đấng Allah là Thiên Chúa vậy. Rồi Do Thái giáo thì cũng tôn thờ Thiên Chúa. Rồi chúng ta là những người đạo Công giáo tôn thờ Thiên Chúa đã đành rồi thì có những anh chị em cùng tin vào Chúa Kitô mà không phải Công giáo, như là chúng ta đã nói chính thống này, rồi anh thì Tin Lành này, Anh giáo này, tất cả đều là tin vào Chúa Kitô, là Kitô hữu, là Kitô giáo, nhưng không phải là Công giáo. Và tất cả những người cùng tin như vậy thì đều tự là tôn thờ Thiên Chúa, có thể cách nào đó gọi là Thiên Chúa giáo. Cho nên nếu hỏi anh là tôn giáo gì thì chúng ta phải trả lời tôi là người Công giáo. Chứ không phải mình nói chung chung là Thiên Chúa giáo thì nó chung quá. Nó không có diễn tả được cụ thể cái niềm tin mà chúng ta đang tuyên xưng, đang sống. Dạ. Thì cha có thể giải thích rõ hơn không? Để bạn có thể hiểu được rõ hơn là Công giáo thì khác với Thiên Chúa giáo như thế nào? Công giáo là nói lên cái đặc tính của mình. Còn Thiên Chúa giáo là một cái từ chung chung mà xét cho cùng không có Thiên Chúa giáo. Không có Thiên Chúa giáo. Chúng ta thấy có Hồi giáo này, đúng không? Có Do Thái giáo này. Dạ, Cơ Đốc giáo. Có Kitô giáo này. Có Chính thống giáo này. Có Anh giáo này. Có Tin Lành này. Không có tôn giáo nào bảo là Thiên Chúa giáo cả. Tất cả những người tin vào Chúa thì gọi là Thiên Chúa giáo. Nó chung quá, đúng không? Nó quá chung. Giống như hỏi thì tôi nhớ một bài thơ của nhà thơ Bùi Giáng. Nhà thơ điên Bùi Giáng có câu thơ thế này: hỏi rằng người ở quê đâu, thưa rằng tôi sống rất lâu quê nhà. Anh trả lời mà như anh chẳng trả lời vậy. Hỏi quê chị ở đâu, bảo dạ con ở quê nhà. Cái nhà chị là cái quê nào? Hỏi rằng người ở quê đâu, thưa rằng tôi sống rất lâu quê nhà. Trả lời mà như không trả lời. Thế nhưng mà lại là trả lời. Thế bây giờ nói chung mình bảo mình là người Thiên Chúa giáo thì nó chung quá. Không xác định được cái căn tính của mình.